bóng đá rất là lớn ở trong lòng khi nó nổ thì nó bay lên trời. Ủa này là dưới đáy rồi nè. Rồi le le ngửi trở lên. Chào mọi người, Phú Nguyễn trở lại với một hành trình mới. Lần này mình sẽ dẫn mọi người đến với hang núi lửa, hang C7 và hang C8. Thì bọn mình xuất phát từ sáng sớm. Sáng sớm là đã đến đây rồi, nhưng mà do còn rất là sớm giờ mà sương mù rất là dày đặc cho nên mình không có quay. Bây giờ hiện tại đang tạm dừng chân ăn sáng ở cái homestay Cường Núi Lửa. Thì ngày hôm nay khi mà trải qua những hành trình như vậy thì mình sẽ chuyển đến hình ảnh cho mọi người. Bây giờ ăn sáng và tranh thủ đây là món ăn sáng ngày hôm nay. Thì khi mà leo những cái hang động thẳng đứng như vậy thì mình không có setup kiểu như vậy, mà setup một dây vô trong cái cây cây và một cây còn lại nằm thẳng xuống, thì kiểu đó là kiểu vertical. Lẹ ơi, rồi chính thức bắt đầu đi chui xuống hang. Ở đây vô đó bao nhiêu xa anh? Bốn cây hả? Trời này nắng chết luôn. Đường này đang đường nhựa gì tới đó không? Hay là hồi nữa đi đi đường mòn sao đường này tới đó không? Tốt luôn, đặt đường rồi đi trên đá. À vậy là hồi nữa nó phải đi đi qua mấy đá gì đó ha. Đây cà chua bi một dải. Ủa nó chưa ăn phải do trước. Sao bụi hả? Này đâu gì đâu, tại thích dò vậy đó. Đúng rồi. Cà chua không mà cà chua mini. Rất là nắng. Nhưng mà gió nhiều. Đỡ. Cái này dừng kiểu này nó giống như là lên 5K vậy đó. Đúng rồi. Nước lửa kêu lứt này nè. Mà đi đường kiểu vậy là gan như bên 5K rồi. Đi tắt lên rồi. Lên trước đi. Ủa? Ở đâu rồi? Tuấn lại sao rồi hả? Ở Phúc. Ai? Sao? Tuấn sao rồi? Đi sao cùng á. Mèo tuột xối xả luôn, quá trời luôn rồi. Nhiễm đàn xuống thưa bạn, nhiễm đàn xuống. Lại một chuyến nữa là có cái cảm giác giống như đi buôn lậu xuyên biên giới vậy. Nani? Lần này đi kèm với mình là có cây content siêu cấp vô địch vũ trụ VIP rồi. Đây, đây là Mr. Long. Long Cục lá. Long. Anh xuống dưới đi. Anh xuống anh coi gửi dưới à. Chẳng thứ anh nờ đu dây. Lâu lâu ở đây có được một cái đoạn để dừng chân lý tưởng. Đó. Kiểu như vô
lại lại cái đường này nó đã xuống được là êm đỡ cây gai. Ở đây là có vẻ là ở dưới đáy rồi. Ủa cái này là dưới đáy rồi nè. Rồi leo ngựa trở lên. Xong rồi đó, đã được mục tiêu mình rồi. Chúc mừng mọi người đã xuống tới đáy miệng của núi lửa Chư-bà-lức. Hello Chư-bà-lức. Mình quay hắn chụp hình mình. Nha. Rồi đi nha. Rồi. Đây, việc đội tới được cái miệng núi lửa rồi đây. Đội lâm tặc. Đây, cái bãi gỗ người ta sẽ còn nữa nè. Đó. Ở đây là ở ngay đáy của miệng núi lửa luôn. Ở dưới này rất là mát lạnh. Một cái thung lũng. À, bây giờ đi ngược trở lên, mà một con đường mới. Mò đường đi.